3 vận động viên Trung Quốc bị cấm thi đấu trọn đời. 3 vận động viên Trung Quốc vừa bị cấm tham dự mọi cuộc thi chạy suốt đời bởi Hiệp hội Điền kinh Trung Quốc vì gian lận tại Boston Marathon. Zhao Baojing, Zhao Feng đều chạy cự ly 42 km trong 6 giờ 11 phút nhưng lại khai báo ở hồ sơ chỉ mất 3 giờ 35 phút và 3 giờ 05 phút. Người còn lại, Zhang Jianhua thì đến giờ chạy đã đổi số áo bít để làm lệch thời gian chạy chuẩn. Công bố giá vé xem F1 tại Việt Nam. Từ năm 2020, khán giả Việt Nam sẽ được trực tiếp thưởng thức những chiến mã F1 gầm rú trên đường đua Hà Nội. Giá vé xem F1 tại Việt Nam đã được công bố. Theo đó, giá vé hạng phổ thông trong 3 ngày đua thử, đua phân hạng và đua chính là 1.750.000 đồng. Nữ vận động viên bốc lửa với cơ bụng 8 múi. Vận động viên thể hình Barbosa dù đã 36 tuổi nhưng vẫn giữ được cơ thể hoàn hảo với chế độ tập luyện khoa học nghiêm ngặt. Vận động viên người Brazil đang sở hữu thân hình với đùi ếch và eo con kiến.